Trung tâm Hiền Miêu xin kính chào toàn thể quý khán giả anh em. Quay trở lại video clip của buổi sáng ngày 1 tháng 11 năm 2023 âm lịch ngày hôm nay thì Hiền Miêu lại lên sóng tiếp thị giới thiệu tới toàn thể quý khán giả anh em một combo karaoke cực kỳ VIP của đời X. Đó là sự kết hợp của cặp loa 4732X kết hợp với một cặp súp 4751 đời X. Nói về đôi loa 4732X này thì Miu nhấn mạnh thêm, đây được đánh giá là hàng hot và hàng được nhiều người săn lùng mua tìm như anh em nhé. Thì ngày hôm qua Miu có về hai cặp đều tuyển chọn như nhau cả, mức giá thì Miu đưa ra là khá hợp lý, ngoài 70 triệu để cho anh em đầu tư. Thì hôm nay Miu cũng nhận được đơn hàng của một bác khách đến từ Hà Nội, thì lát thì Miu sẽ đóng kỹ hơn để chuyển đi cho chuẩn bị lên đường gửi xe đi chuyến Mỹ Đình anh em nhé. Thì đây là một trong những đôi loa được đánh giá là đẳng cấp, chất lượng. Sở hữu của loa là 2 bát 30, từ 220 cô 100, đời bát là 2206 HPL, 4 số có đuôi anh em nhé, và tép 2447G, tép 16 ohm, và loa xì côn 44. Đây là một trong những đôi loa có cấu trúc driver khủng và đặc biệt có đôi xì để đánh giải cao, nên anh em thể hiện nên cặp loa này thể hiện phần nghe nhạc cực kỳ chất. Và hôm nay lại phối thêm một cặp súp 40 cũng của đời X. Anh em nhìn đặt combo này nếu để trong phòng khách dạng biệt thự nhà vườn đặt thì quá là hoành tráng luôn. Và để anh em đầu tư cửa tiền trên 100 triệu thì đây là một combo karaoke trên 100 triệu để anh em đầu tư. Thực hiện vừa nghe nhạc và hát karaoke thì cực kỳ đỉnh cao. Bộ này chơi nhạc mạnh cũng như nhạc bdzo trữ tình thì hết bài luôn anh em nhé. Thì sau đây mình sẽ thực hiện test cho anh em nghe một đoạn nhạc mạnh để anh em thẩm âm về combo này. Sau mời anh em nghe một đoạn nhạc trẻ cho nó sôi động anh em nhé. Đầu tháng thì cũng không biết nói gì hết. Chúc toàn thể quý anh em, bạn bè gần xa cùng với quý khách hàng một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Chúc anh em sang một cái tháng mới tràn ngập niềm vui và tiền bạc anh em nhé. Đánh độc lập đã hay rồi, nhưng mà quẹn thêm một đôi súp nữa thì đúng là quá rực rỡ luôn anh em nhá. Thực sự mà nói thì đây là một combo được đánh giá là nghe hay, bài đẹp. Nếu để cửa tiền như đôi súp này, cửa tiền để Hiền Miêu bán cho anh em đôi súp này mới mức giá nhích 40 triệu một chút, thì anh em mua súp đơn như 4718X thì không thể ăn được anh em nhá. Thì
mà đặt cái đôi loa này trên đôi súp này nó rất là hay anh em nhá. Sau này chắc... À, chất xe xe nguyên bản tiếng đẳng cấp. Ok, quá hay. Thật sự là combo này thì nghe nhạc gì cũng ok và chi tiết sắc nét anh em nhá. Đặc biệt tất cả những cặp loa đời X này thì bên em yêu kiểm tra rất kỹ về cấu trúc delivery của loa cũng như về độ sắc nét từ bát, tép, xì của nó để ra thị trường cho anh em. Nhưng một lần nữa thì em yêu cũng không biết nói gì hết, là cảm ơn anh Tuấn có địa chỉ tại Hà Nội đã ủng hộ Hiền Miu nhá. Chúc anh cùng đại gia đình chơi trên cặp loa 4732X của bên nhà Miu luôn vui vẻ và hát karaoke đỉnh cao anh em nhá. Nữa cảm ơn quý khách hàng. Em nhu cầu đầu tư mua về những bộ karaoke đẳng cấp liên hệ với Hiền Miu. Nữa xin chào, hẹn gặp lại anh em.